Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Hải Vân lại chia sẻ với các bạn là một chuyên đề mới, đó là những điều cần phải làm là sau khi tốt nghiệp khóa nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay và khỏe đẹp thập phương ngữ pháp. Thưa các bạn, là tất cả các anh chị và các bạn đã đến tham gia cái lớp học nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay và phải đẹp thập phương ngữ pháp thì tất cả các anh chị đều rất là tràn đầy cái niềm hứng khởi, rất là vui, bởi vì là cứ qua mỗi ngày học thì mọi người đều thấy đẹp hơn, thấy khỏe hơn và tràn đầy cái niềm hưng phấn. Mỗi một ngày qua đi thì các anh chị lại về làm cho người nhà, người thân của mình, học đến đâu ứng dụng đến đấy và thấy hiệu quả, đến lớp là khoe rất là vui. Thế thì một vài lời khuyên mình dành cho các bạn, đó là điều thứ nhất là các bạn hãy về nhà dành thời gian xem lại tất cả những video lý thuyết và thực hành về cái phương pháp nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt và khỏe đẹp thập thông liệu pháp. Cái thứ hai là các bạn là liên tục ứng dụng cho được càng thật nhiều người càng tốt. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho gia đình nhà mình, cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho các con. Thế sau đó là đến các anh chị em, rồi đến bạn bè, rồi đến hàng xóm láng giềng và những người thân, thì cũng hãy giúp cho họ để xóa bỏ đi được những cái nỗi đau đớn, giảm bớt đi cái đau đớn trên cơ thể. Và những ai mà cái khuôn mặt người ta còn những cái khiếm khuyết thì các bạn có thể ứng dụng theo cái phương pháp của mình, là tất cả những người thân của chúng ta là đều cảm thấy rất là sung sướng và họ được khỏe lên, họ được đẹp hơn thì họ rất là thích. Đó, thế thì đạt được cái những điều đó rồi thì các bạn cần phải tiến một bước xa hơn nữa, đó là các bạn hãy đăng ký học ngay lớp kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt có cấp chứng chỉ của trường trung cấp y dược Huyện Tĩnh Hà Nội, và đơn vị cái công ty của mình cũng là một cái công ty để liên tục tuyển sinh và giảng dạy đào tạo các lớp có cấp chứng chỉ đó. Điều thứ tư đó là các bạn hãy giữ mình ở trong cái mối liên hệ chặt chẽ đối với cô giáo, tức là với Hải Vân và với các bạn ở trong lớp, để là chúng ta có thể là trao đổi được những cái thông tin với nhau. Chẳng hạn là mình chữa cho những người bệnh nhân là hoặc là nắn chỉnh mặt, người ta có vấn đề nọ, có vấn đề kia, mình có thể xin ý kiến. Hoặc là mình có thể là chia sẻ những cái kết quả đã đạt được đối với cô giáo, rồi đối với tất cả các bạn bè, để mọi người cũng có thêm cái kinh nghiệm quý báu ở trong cái quá trình mình làm với mọi làm cho mọi người đó. Thế và các bạn để xác định là đi làm nghề này, điều đầu tiên đấy, về lĩnh vực này thì với cái lĩnh vực về làm về nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt và xoa bóp bấm huyệt và cái phương pháp khỏe đẹp thập thông liệu pháp thì nó cũng chẳng có tốn kém gì cả, chẳng đáng là bao nhiêu. Thì mỗi một người mình vẫn khuyên các bạn là nên mua hai chiếc giường nằm, đó là nó không đáng bao nhiêu cả. Hai chiếc giường nằm với ga rủ đẹp này, với khăn trải giường, với gối, và các bạn hãy đầu tư thêm một chiếc máy xông ngải cứu, xông bột nhung ngải cứu á. Đó thì tất cả đó thì nó chỉ vào 8 triệu là các bạn đã có thể là có một cái cơ sở để các bạn là làm cho cái người được chăm sóc, mong muốn được chăm sóc thì đến người ta cũng rất là hài lòng. Đấy, thì bởi vì thường là những người mà hay đi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp thì hay rủ bạn đi cùng. Đấy, những ngày nghỉ, những ngày rảnh rỗi họ hay rủ nhau đi cùng. Thế thì có hai người đến thì mình hãy cho một người nằm lên máy xông, xong một ngày cứu trước, còn một người mình sẽ khai thông. Còn sau khi mình khai thông xong rồi thì mình lại đổ cho người sang nằm sang cái máy xông đó, còn mình lại làm cho người kia. Thế và cả hai người đều được chăm sóc và cũng ra về họ rất là vui. Đó, với cái phương pháp nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay và phải đẹp thập phương liệu pháp thì chúng ta chủ yếu là dùng bằng đôi bàn tay thôi, và đem lại những cái rất là nhiều điều kỳ diệu cho mọi người.
Và các bạn là nếu những ai mà mong muốn trở thành có một cái nghề chuyên môn để làm thật tốt thì các bạn hãy đăng ký đến để thực hành, làm việc và thực hành ở tại trung tâm của Hải Vân, để trong một thời gian ít nhất là một tháng thì Vân sẽ dìu dắt tất cả các bạn để có thể làm sao mà khi các bạn vào nghề thực tế là các bạn có thể làm được một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất để giúp đỡ cho bản thân mình, gia đình và cộng đồng một ngày tốt hơn. Nếu như các bạn có điều gì mà thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu đấy, thì các bạn hãy làm cái đường link và gửi xuống cho mình. Mình sẽ bớt chút thời gian để trả lời cho các bạn. Ai có thể có muốn có những cái câu hỏi gì mà cần phải hỏi thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Mình cũng sẽ thu xếp thời gian để trả lời các bạn nhé. Hải Vân rất là vui khi là các bạn đã xem video này, và các bạn hãy chia sẻ những điều tuyệt vời này với thật nhiều người nhé, để ai cũng có thể được đón nhận những cái điều tốt lành này để cho cuộc sống của chúng ta được trở nên tốt đẹp hơn. Hãy đăng ký kênh của mình để có thể đón nhận được nhiều cái phần tuyệt vời tiếp theo sau đó. Hãy đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.